ôm ngay cửa ơi, trời ơi, nhanh lên. Tuyệt vời. Làm ăn nhiều lên nha, nhân dịp là chia tay con chiến kể của mày. Cứ nhắc đến ăn một cái là bắt đầu mặt nó lại vui hẳn lên. Đây, đây, đây. Nói thật là con gà của cậu tuy là nó yếu nhưng mà nói chung là ăn nó rất là ngon nha. Rồi á. Gà nó bắt đầu nhưng mà đã ngon đến rồi. Có khi con gà của anh tượng ngon hơn đấy nhỉ. Ừ, đi đây nha. Cái gì đấy? Nè, mấy chú mày đưa hồn đấy nha. Thử vào con gà xem. Ê, trời ơi, đừng cho ăn đi. Tôi biết ăn gì đấy.